trở lại trường xưa. Hôm nay tôi gặp lại bạn bè, gặp lại nhau sao xuyến bồi hồi, gặp lại thầy cô mến yêu. Sau bao năm trở lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Đã bao năm nay mới trở lại trường xưa dấu yêu. Ngày nào bạn và tôi cũng đã vượt qua những gian khó để cùng nhau tiến bước đến những thành công. Chúng ta hãy cùng nhau biết ơn các thầy cô dạy công đã dạy dỗ cho ta lớn khôn. Bạn ơi hãy nhớ nhé kỷ niệm những ngày xưa, cùng bên nhau quấn quýt ký ức mộng mơ. Sẽ không bao giờ quên những tháng năm cùng nhau được thầy cô dìu dắt ở dưới mái trường. Con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò.
bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến. Hồi lá hồi hoa chỉ thấy im lìm, cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phủ phàng răng kiên, tiếng ve ru nghe gợi buồn. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi, năm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ tìm tương lai mới. Về ơi hát gì điều nhạc lâm ly, khúc người biển biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngây thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo chinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh với nét đoan trình, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn rất. Cô tất cả bạn mà được hát về dự họp lớp 36 năm kỷ niệm ngày ra trường. Hôm nay tại mảnh đất quê hương của cô Đại Thi Hào Nguyễn Du, và cũng cái nơi cái ngôi trường mà đã cho em những kiến thức, trang bị cho em và em những cái hành trang để hôm nay các em bước vào đời 36 năm quay trở về với mảnh đất Mỹ Xuân, nơi bãi biển chiến tranh thơ mộng, cùng tất cả các cô chủ nhiệm lớp 10, lớp 11, lớp 12 cùng 30 bạn lớp H về dự hồi lớp hôm nay chúng ta nhiệt liệt. Mình gửi tới lời chúc sức khỏe tới cô cùng tất cả các bạn một lời chúc đang nơi niềm tin và hạnh phúc. Cô Nguyễn Cô Hoa, nguyên chủ nhiệm lớp 11 hát, và cô Anh nguyên chủ nhiệm lớp 12 hát. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chào đón cô ạ. Hôm nay thì lớp chúng ta được về đây thì để có vui với về đây để đại diện cho lớp trưởng lớp hát có đôi lời phát biểu với lớp. Mời bạn Bùi Nam Sơn ạ, nguyên lớp trưởng lớp hát. Nguyên hơn lớp trưởng lớp 12 hát thì nói thay mặt lớp, thứ nhất là cảm ơn ba cô chủ nhiệm bớt chút thời gian về cùng vui chung vui với lớp mình. Đầu tiên là phải cảm ơn ba cô, còn cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian về đây cùng ôn lại những kỷ niệm xưa. Mình đi nói chung là vui và muốn gặp gỡ để nhắc lại những kỷ niệm xưa. Đó, từng thời thời đi học cấp 2 cho đến cấp 3 cứ gặp nhau là vui như thế, thế là được rồi. May mắn trong cuộc sống, chúc các cô sống lâu, làm nhiều lần như vậy càng nhiều càng tốt. Vâng, xin cảm ơn. Có ba cô về đây dự lễ
tâm sự với các trò yêu của bác cô. Xin mời đại diện của bác cô ạ. Cô chỉ chủ nhiệm lớp 10 thôi. Cô nói một cái chuyện mà chưa bao giờ nói. Lần đầu tiên cô về trường đại hội công nhân viên chức, cô là người mới về, do đó mà không được tham dự đại hội mà được cử xuống nấu ăn. Đấu cho mấy chị cấp trường đi học. Thế là một số học sinh đi lao động thì bảo là trường tôi mới đi có một cô cấp trường rất là trẻ. Lần đầu tiên là cô là được làm cấp trưởng. Đến cuối năm thì cô cũng được cái sách coi thi. Cô ở nhà phục vụ gói thi. Đó là những cái kỷ niệm mà cô đầu tiên về trường Nguyễn Du, ở về trường công bán nước ngoài cô ở nước Mỹ. Ngồi qua các cái lán học là đang ở khắp mọi nơi ở đây, trong cái vùng đấy, xung quanh là có người cao để mà chẳng có một vài vì hồi ở chiến tranh. Đếm lại thì có cái thân để mà cánh máy bay, cánh bông hộ kích. Tuyên đôi báo được 15 thước sau đó là cùng một khắc quay biệt là trong cái chuẩn bị đó có cái tiền nổ. Thì đó là những cái kỷ niệm đầu tiên của cô khi về nước xuất. Còn bây giờ thì nói thật là gặp lại các em. Khi dạy thì là đến học sinh đến cái tuổi vì thành niên. Bây giờ là đã học cả ba cả đôi. Thì thấy các em về được như thế này là vui. Và cô cũng cảm thấy là nghề của nghề nhà giáo của các cô rất là vui, rất là vinh dự. Ít có những cái nghề mà được gặp lại học sinh như thế này. Và mỗi lần được gặp lại các em thì nếu cô cũng đang trẻ lại, mình được sống lại cái tuổi tuổi trẻ. Có rất nhiều cái kỷ niệm của cái tuổi trẻ. Nhất là những khi đi dạy rồi cùng nạp đồ học sinh thì bây giờ có em đau và bị cố nạp thì đứng 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 không thể biết. Và cuối cùng muốn hỏi các em là có em đau nói với con rằng là may không được người học nó tóc ngày xưa đó. Có em đau nạp thì con như thế chứ. Thì nhân tuyển hôm nay được gặp lại các em thì cô cũng có nhắc lại một số cái kỷ niệm của đời sống viết và báo cáo các em là cô là một loài người châu tưởng lắng ái lệ nhưng mà rồi cô cũng đưa lên cổ đông. Bây giờ thì đã có hai con và một cháu. Gia đình nhà cô bây giờ là có 10 người tất cả, năm trai năm gái. Hai con của cô thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, hai đứa đi học trung thông cả đó. Làm đó. Năm ngoái cô Nguyễn thì cô ở người thành phố Hồ Chí Minh, cái thời cao nhiều rồi vào để làm mô sinh nhưng làm gì cả, kiếm được tốt thì lại rất là khó đó đó. Bây giờ thì cô cũng huấn thi đó là, nhưng mà cô cũng nhắc nhở các em một điều như thế. Thì có gì thì cả cô tâm sự thêm với các em khỏe, gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái tốt thì là cái nghề nghiệp. Hôm nay về dự hội khóa thì tất cả các bạn lớp lá cũng có một món quà tri ân thầy cô giáo. Thì có phát biểu nữa thì xin lỗi là để cho cô anh chủ nhiệm lớp 12 đến có đôi lời phát biểu để được chúng ta xin mời cô ạ. Anh ơi, một bó của lớp D. Tôi cảm thấy
nghề nhà giáo. Và nhất là những cái ngày như thế này thì tự hào được nhân lên nhiệm vụ. Nói như chị bác, con cái là cái kho báu của mỗi người thì rất đúng. Nhưng mà riêng đối với cô thì là cũng cái kho báu đó nó cũng không được gì mà. Thì hoàn cảnh của cô thì để cô đọc cái bài thơ để các em hiểu được cái, các em thì một số em thì hiểu rồi, nhưng mà có một số em thì vẫn chưa biết, nên là cô đọc cái bài thơ mang tựa đề là Nỗi niềm cùng con. Bài thơ này cô làm từ năm cô đang đi dạy và em mới được người mấy tuổi. Có con nói trầm trồ rằng có như mẹ đã có nỗi điều buồn vui mẹ có người chia sẻ. Mẹ có ngờ đâu đã mười mấy năm có lẽ bây giờ là 31 năm ạ. Mẹ chưa được nghe con nói một câu. Con có biết chăng lòng mẹ đớn đau nỗi nắng cay chỉ một mình mẹ chịu. Bao cay đắng bao nỗi niềm buồn tủi mẹ giấu vào lòng để đến lớp hôm mai cùng đàn em thơ đi suốt chặng đường dài. Mẹ vui vì tương lai tuổi trẻ bao cay đắng trong cuộc đời làm mẹ vời bớt phần nào tiếng giảm say sưa. Suốt cuộc đời mẹ chỉ có ước mơ được nghe một tiếng con gọi mẹ. Ôi mơ ước bình thường nhỏ bé vậy mà mẹ ước suốt cuộc đời cũng chỉ ước mơ thôi. Đó là cái bài thơ nói về hoàn cảnh của cô 2 tháng 5 là cô chủ nhiệm 3 năm lớp 10 lớp 11 lớp 12 nó cũng kỷ niệm 36 năm ra trường năm ngoái, tức là cũng 35 năm thì cũng mặt cô đi. Như người chèo đò chở khách sang sông lái con thuyền đi thức về cập bến Vinh Quang. Mấy chục năm đứng trên đục sàng như người chèo đò chở khách sang sông lái con thuyền đi thức về cập bến Vinh Quang. Bao thế hệ học trò lớn lên từ đó nay các em đã trở thành những kỹ sư bác sĩ lại trở về nơi bến đỗ năm xưa thăm lại mái trường thầy cũ bạn xưa. Các em nay giàu có quyền cao chức trọng nay trở về vẫn hồn nhiên trong sáng vô tư với các vẫn giữ tròn tấm lòng trọng đạo tôn sư. Với các thầy cô, các em vẫn một lòng tôn kính. Bên các em, tôi thấy tâm hồn mình xao xuyến. Với những tháng ngày trên bục giảng năm nào, bên các em, tôi cảm thấy tự hào về những tháng năm làm nghề nhà giáo. Được hát, xin cảm ơn cô bác và cô anh. Thì tiếp theo thì chương trình, xin mời cô Xoa nên có đôi lời biểu với cả cô cùng lên. Cô anh thay mặt cô gửi đến các em những tâm sự riêng của các cô thì một lần nữa được trở về với tâm nhân chung, được trở về với các em, được trở về với tâm thể với hai hạ thì cô rất là cảm động. Đầu tiên cô gửi lời chúc sức khỏe tới cô và cô anh, những cảm ơn tất cả các em, đặc biệt là những bạn từ ban tổ chức, những bạn đứng ra để quy tụ các bạn về đây để ta học lớp lần nữa để các em gặp gỡ nhau để ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Riêng đối với cô thì kỷ niệm rất là nhiều và đặc biệt là những cái ngày đầu mới ra trường với tập làm cô giáo được các em yêu thương, được gần gũi với các em, được nghe giọng nói của học sinh Nghi Xuân Tiên Tiên và cô nhớ mãi về trường cấp ba thì được rằng cô vẫn kể lại với tất cả học sinh nhà trong đó những cái kỷ niệm đấy.
đây. Bây giờ cô cũng chẳng cảm thấy hơn, cô chỉ biết lần cuối cùng, lần cảm ơn tất cả các. Và đặc biệt sau những cái ngày bệnh tật cô bị mà ta bây giờ cô trao gặp lại nhau như thế này thì chúng ta và anh chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe tới các cô, sức khỏe tới các em cũng như đại gia đình các em, và cảm ơn các em rất là nhiều. Có những lời phát biểu nhắc lại những kỷ niệm tuổi học trò của chúng em. Và các bạn có nhớ cái gì mà chúng ta ấn tượng với cô Xoa nhất không các bạn? À, đó là ca tập thể lớp 11H vào phần tấm thạch A để đi dưới cô Xoa. Và các bạn nhớ đến đó đã đi như thế nào à? Bị một đếp người mà đánh gân nó chết rồi. Thạch A để đám cưới cô, đó là kỷ niệm của lớp hát mà không thể nào quên được. Và một cái đêm mà ngủ chung các bạn học sinh phổ thông ngủ chung mà bị mùi cắn, chắc lẽ là giờ cô là việc mà học cô không đó bị mùi cắn như thế nào. Đây thì chúng ta trở về với kỷ niệm tuổi học trò và ôn lại những kỷ niệm giữa cô trò của chúng ta, và để nhớ lại những kỷ niệm đó và chúng em không thể nào quên được. Vậy thì tập thể lớp 12H cũng có một món quà xin tri ân ba cô, và xin mời ba cô lên đây để nhận món quà tri ân của tập thể lớp 12H. Xin mời ba cô ạ. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng cô thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phương, lời thầy để mà gặp gỡ nhau. Có thể là ra ngoài đường thì phụ nữ thì là hay ké kỉ, cho nên là nhiều khi cũng không biết được. Đấy, mà thậm chí có khi là không ké thì cũng biết được vì ít gặp nhau quá. Cho nên là thôi thì bây giờ là người ta cứ duy trì một năm ít nhất được một lần đi. Nếu mà không có điều kiện thì khoảng 2 năm một lần được, nhưng mà tốt hơn hết là 1 năm một lần. Đấy, và sau đây thì là cũng có một cái đề nghị với cả các bạn tổ chức là nên thành lập một cái nhóm Zalo để có vấn đề gì đó thì chỉ cần gặp bạn nhóm trưởng thì là tất cả các bạn trong lớp có thể là biết được mọi cái vui cái buồn, cũng như là cái vấn đề cần phải giúp đỡ, cần phải tham khảo ý kiến của từng người một. Đấy, và cũng như là có những cái ý kiến hay để giúp nhau trong cuộc sống, cũng như là trong nuôi dạy con cái, cũng như là trong cái các cái cùng việc sinh hoạt hàng ngày. Đấy, thì
qua cái buổi học lớp hôm nay thì mình cũng chỉ có 7 kỷ nhỏ nhỏ như thế thôi. Đấy, rồi, vâng, xin cảm ơn. Ông Tuấn có đảm có đôi nơi phát biểu với lớp. Xin mời một bạn nữ có ý kiến ạ. Xin mời đồng ý lên nhé. Mời bạn Yến ạ. Xin mời bạn Yến. Lớp đó. Xin mời bạn Yến lớp đó. Lớp đó có gì đây? Ba cô chủ nhiệm lớp hát của chúng em và chào tất cả các bạn lâu nay đơn vị chuyển mới về họp mặt với các bạn trong thủ như hôm nay và rất rất cảm ơn các cô đã một thời gian về chung vui với các em trong cái ngày hội hòa của lớp hôm nay. Rồi sau đây thì em chúc các cô và gia đình các cô mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc các bạn sức khỏe dồi dào và cố gắng một năm hoặc hai năm một lần cứ thế mà thực hiện. Xin hết. Tổ chức một lần và kéo như đề xuất của bạn Tuấn thì chúng ta thường xuyên để đây gặp mặt bởi quỷ thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Do nếu như được chúng ta ủng hộ cho được thế kia mà. Xin mời các bạn nhân quay quay lại quay lại ạ. Hai đứa bây giờ là hát một lần học lớp. Ok. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Mời mời ca sĩ Minh Sơn là tập học ca Nam Sơn và Hoa Lý. Xin mời tập học ca nè. Mấy bạn nhớ của lớp lớp xin mời. Bây giờ mời là hát đến nè. Một ngày anh đợi thời gian anh sẽ về sớm. Sắp đồng thuộc quê bắt lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hỏi cổng tây và hỏi hàng đâu con tim mạnh mạnh ngóng câu tình tứ một vầng trăng nghiêng lon len đưa em một đàn đây qua biết đi sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau phương vị đông trong lớp được thể thì xin gửi một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất chúc các bạn càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đẹp và càng ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Cho nó ra một tay nữa. Sau đây là học sinh gửi đến các điều chúc đậm cho các em. Ôi một chiều chợt nhớ quê hương, nghe mang lưng ta về, dấu hạt ru như một thời thuở bé, đưa ta về. Bên bài tuổi thơ điều vi quê hương giữa hôn mê vẫn rộn đất đất quê mì con nghèo lắm ơi cháu điều vi cứ nghĩa tình đến thế theo anh về hai mái.
Xin mời tất cả các bạn cùng ba câu hát. Xuân thương
dân mà thương sao mà ra thề, ôi câu ca nặng tình nặng nề, có lúc nào em giận anh không? Chứ có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận. Mà thương rộng dài thêm. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, dần mà thương xoáy lòng em đỏ. Thương mà dần để gì đã có. Ơi câu ca rằng dần mà thương, mà thương. Anh là đi thăm nơi nêu đường, mang câu ca và tình yêu thăm nồng. Khi trở gió anh còn ơi tớ dâng rồi cùng đi để quay lên.
Để đợi nên cô như đứng kia ngắm
làm đá di động thêm cỏ đất minh tây cho nên dắt dây đưa mày về con gió ta nghe rất nặng trong mưa đời vẫn tròn bài thơ ta đọc em có kỷ niệm 36 năm ngày ra trường. Qua buổi gặp mặt này, chúng ta ôn lại khoảng thời gian cùng nhau học tập rèn luyện dưới mái trường và chặng đường phấn đấu trưởng thành sau 36 năm rời xa mái trường thân yêu. Đây cũng là dịp chúng ta tỏ lòng biết ơn và tri ân các thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, dìu dắt chúng ta nên người. Trong buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta vinh dự được đón tiếp
các thầy cô giáo, nguyên là ban giám hiệu cụ, các thầy cô giáo, nguyên là giáo viên chủ nhiệm các lớp trong 3 năm học cấp 3 tại trường phổ thông trung học Nguyễn Du, cùng đông đảo các bạn trong khóa học 83-86. Đề nghị tất cả chúng ta một lần nữa hãy nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay. Trong khán phòng này, chúng ta hãy nghiêng mình tưởng nhớ một số thầy, cô, một số bạn đã phải rời xa thế giới này, không thể tham dự chung vui với chúng ta trong ngày hội ngộ như hôm nay. Muốn qua sông phải có đò, đường đời muốn bước phải nhờ người đưa. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa tất cả các bạn, tuổi học trò 12 năm đến lớp, nghĩa thầy trò, tình bạn bè với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu, với bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và được phát triển, đã nâng cánh giấc mơ cho chúng em, đã cho chúng em những hành trang quan trọng để bước vào đời. Sự diện của cô Lê Thị Nghiệp, nguyên chủ nhiệm lớp 12C, đề nghị tất cả quý vị cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng hoan nghênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và tiếp nối chương trình, xin trân trọng kính mời chị Hồ Thị Hoa, nguyên lớp trưởng lớp B, phó trưởng ban liên lạc, lên thông qua diễn văn truyền thống của hội khóa. Xin trân trọng kính mời. Thầy cô giáo, thưa tất cả các bạn cùng về hội khóa, đến hẹn lại lên. Sau một năm lỗi nhịp về đại dịch, vì đại dịch Covid trên toàn cầu, khóa học 83-86 trường Nguyễn Du ngày nào từ muôn phương lại cùng hội tụ về quê hương để được báo hiếu với cha mẹ tổ tiên, tri ân với thầy cô và đặc biệt được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với bạn bè sau 36 năm ra trường và sau 6 năm lại tổ chức hội khóa. Các bạn ạ, cái quý giá nhất của khóa học ta là đã đến tuổi 9, tuổi xế chiều của đời người. Rất nhiều khóa học mong chỉ một lần thôi được gọi tên bạn bè, thầy cô nhưng không thể thực hiện được. Còn chúng ta đã 25, 27, 30 và hôm nay ngày hội khóa 36 năm trong niềm hân hoan sung sướng và rất đỗi tự hào của mỗi một người. Và nữa, ta lại tiếp tục quay lại kỷ niệm tuổi thơ nơi chính trên quê hương của mình. Cũng trong dịp này, mỗi một người lại tiếp tục có kế hoạch mới để được hướng về nhau, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Ý nguyện đó ngay lúc này lại đang được hiển hiện. Xin cho phép em, thay mặt ban liên lạc cựu học sinh khóa học 83-86, được gửi lời biết ơn, lời chào kính trọng nhất tới các thầy cô giáo của chúng em. Những kỹ sư tâm hồn luôn được tôn vinh trong mọi thời đại, nhưng chỉ nhận về mình là người lái đò miệt mài thầm lặng. Ơn chị Hồ Thị Hoa đã có bài phát biểu truyền thống của niên khóa 1983-1986 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Xin chân thành cảm ơn chị. Thưa tất cả quý thầy giáo, cô giáo, thưa các bậc anh chị, để có được kỷ niệm đẹp của ngày xưa và những thành công của ngày hôm nay, chính là nhờ sự yêu thương, quan tâm, dạy dỗ của quý thầy giáo, cô giáo đã dành cho chúng em. Vì vậy, 36 năm sau chúng em về đây, chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời tri ân, lời cảm tạ thật trong trái tim của mình. Qua sông, ngoảnh lại thương đò, xa thầy, nỗi nhớ của trò nao nao. 36 năm, một chặng đường để tất cả cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cùng hội tụ tại đây, tại khách sạn Nhà Mường Thanh Xuân Thành, với ý nghĩa để cùng gặp lại thầy trò, nhưng hơn thế nữa, đó chính là tri ân, để gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã cùng trèo lái những con đò của tri thức, để tất cả các anh chị đã cùng bước vào đời, để ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ khi đã lên ông, lên bà, khi tất cả quý anh chị đã trưởng thành, đã cùng có nên sự nghiệp của mình trong cuộc đời. Và ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, gửi lời cảm ơn, gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các thầy cô. Và cũng nhân dịp này, ban liên lạc cũng như toàn thể cựu học sinh có những món quà thật ý nghĩa, những món quà, những bó hoa tươi thắm để tri ân các thầy cô giáo. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời quý thầy cô giáo cùng hiện diện lên sân khấu để cùng đón nhận những bó hoa, những món quà tri ân của tất cả cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, niên khóa 1983-1986.
Chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Trần Xuân Trực, chị Hồ Thị Hoa, anh Trần Đức Thắng, chị Hà Thị Linh sẽ cùng di chuyển về khu vực sân khấu, trao gửi những bó hoa tươi thắm và những món quà tri ân dành tới các thầy cô giáo. Thời gian và tuổi xuân trôi qua không bao giờ trở lại, nhưng ký ức, lòng biết ơn luôn ở lại trong tim của tất cả chúng ta. Chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo, người đã thay cha, thay mẹ, dạy dỗ cho tất cả chúng ta nên người. Hôm nay, những bó hoa là những tấm lòng biết ơn, là lời tri ân sâu sắc xin được giải tặng cho thầy giáo, cô giáo kính yêu. Đón nhận những bó hoa tươi thắm là món quà tri ân, xin mời quý thầy cô giáo chúng ta cùng lắng lại khu vực sân khấu để cùng với các đại diện ban liên lạc của chúng ta chụp hình lưu niệm. Và tất cả các anh chị có thể hướng lên sân khấu dài tặng thêm để cùng cảm ơn tri ân thầy giáo, cô giáo bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo, xin được trân trọng cảm ơn các anh chị đại diện ban liên lạc. Xin cảm ơn anh Trần Xuân Trực, chị Hồ Thị Hoa, anh Trần Đức Thắng, chị Hà Thị Linh. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Và cho thầy giáo, cô giáo tiếp nối chương trình, chúng ta xin được trân trọng kính mời anh Trần Đức Thắng, cựu học sinh, sĩ quan cao cấp của quân đội, cũng là một người thầy đã nhất trong khóa học sinh, lên phát biểu cảm tưởng về buổi gặp mặt hội ngộ hôm nay. Xin trân trọng kính mời anh. Kính thưa các thầy cô, thưa tất cả các bạn, hôm nay trong buổi hội khóa đầm ấm, thân thương và gần gũi, là một thành viên của khóa được vinh dự có mặt ở vị trí này, lời đầu tiên em xin được gửi tới quý thầy cô, những người lái con đò tri thức đầy nhiệt huyết, gắn bó, dìu dắt, dạy bảo và dành cho chúng em những tình cảm thân thương, vô bờ bến, lời kính chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc. Chúng ta đã trở về từ sự quyết tâm, từ sự đồng thuận cao cả, từ những nỗ lực tuyệt vời của tất cả chúng ta, để những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò thời phổ thông trung học trỗi dậy để tiếp tục khắc sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta thêm những kỷ niệm đẹp trong những tháng ngày sau. Ban liên lạc còn đôi chút thiếu sót, nhưng cho đến giờ này thật là tuyệt vời, có thể nói không dám so sánh, nhưng cũng ít có khóa học nào, có lớp học nào lại có được sự nhiệt thành trân quý cao đầy đủ như các lớp của chúng ta, như khóa của chúng ta. Theo thông tin từ ban liên lạc, đến giờ này đã có 243 bạn có mặt cùng quý thầy cô của chúng ta hôm nay. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả. Đó là điều có lẽ tôi và tất cả mọi người đã đang nghĩ đến điều tuyệt vời này. Trong giây phút này, xin được vinh danh
các thầy cô đã dìu dắt chúng em trên bước đường học tập và phấn đấu để từ ngôi trường phổ thông trung học Nguyễn Du yêu dấu một thời để bước ra cuộc đời với sự tự hào về mái trường đã hun đúc cho chúng em nên người. Cô đã vĩnh viễn lìa xa chúng ta, những bạn bè không còn đồng hành cùng chúng ta. Một lần nữa, xin được dâng một nén tâm hương bên anh linh quý thầy cô đã khuất, trong đó có thầy Đậu Bá Công, chủ nhiệm lớp A của chúng em, bằng sự tri ân và tấm lòng thành kính của chúng em. Thơ sáng tác trước ngày hội ngộ thay cho những cái lời vui trong buổi gặp mặt hôm nay và hy vọng trong thời gian tới. Hè này, thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bẻ bạt ngỡ vừa hôm qua, 36 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu. Hè này mình hẹn gặp nhau thầy xưa trường cũ, bạn đâu nhớ về thuở học trò, mãi khắc ghi ngại chi khoảng cách, hãy về chung vui. Bạn về họp lớp cùng tôi, thầy xưa trường cũ một thời không quên. Phượng hồng ép cánh khắc tên, cái thời cơ cực mà nên nghĩa tình. Chúng mình bên nhau đâu phân biệt khó giàu, tình bạn thuở học trò vẫn đậm sâu thân ái. Hội ngộ Bắc Trung Nam mình không ngần ngại, vui trọn vẹn bên thầy cô bè bạn ân tình. Xin gửi về nhau những tháng ngày xanh, cùng kỷ niệm thuở học trò lưu luyến. Như những cánh bay, như những cánh chim bay trong hoài niệm, thắp sáng niềm tin quá 83, 86 Nguyễn Du của chúng mình. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô, các bạn đã lắng nghe. Xin kính chúc sức khỏe, chúc hội khóa của chúng ta thành công rực rỡ. Anh đã có những lời phát biểu cảm tưởng để dành cho hội khóa ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hữu Nghị, đại diện cho hội cựu giáo chức của nhà trường, di chuyển về khu vực sân khấu để có một món quà để gửi tới quý vị cũng như đón nhận món quà hội khóa dành tặng. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện ban liên lạc sẽ cùng trao gửi món quà tới hội cựu giáo chức của nhà trường. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn với món quà dành cho hội cựu giáo chức trường trung học phổ thông Nguyễn Du. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ đang toàn cũng là rất mong muốn thầy sẽ cùng nán lại sân khấu. Kính mời hiện diện lên sân khấu thầy Đặng Duy Thiện sẽ có những lời phát biểu cảm tưởng trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy. Thầy giáo Võ Giáp, người cao tuổi nhất trong buổi lễ gặp cả hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, xin kính chào các em, các con 1983, 1986. Hôm nay chúng tôi thật sự sung sướng, vui mừng được các em đón tiếp long trọng, chú đáo. Cảm ơn các em cho chúng tôi gặp lại những người đã cùng dạy với nhau, đặc biệt được gặp lại các khuôn mặt thân quen mà chúng tôi thường giúp đỡ giáo dục các em, mà chúng tôi luôn coi những người con của em của mình. Hôm nay thật vui mừng khi thấy các thầy cô giáo chúng ta đều khỏe mạnh, đều vui vẻ, đều minh mẫn, tất cả dù đã về hưu nhưng mà tôi thấy cũng đều rất tươi trẻ, đều thật đáng mừng. Đặc biệt được gặp các em đã còn hô hời phấn khởi, nhìn mặt các em đủ biết qua chặng đường vật lộn với bên ngoài xã hội, các em đã đứng vững, các em đã phát triển và các em đã thành công. Các em, các con khóa 20 hôm nay, cuối cùng không có gì hơn kính chúc chúng ta mạnh khỏe, kính chúc các thầy mạnh khỏe, tỉnh táo,
minh mẫn, xứng đáng là các thầy giáo luôn luôn được kính yêu trong gia đình, được xã hội kính trọng và được cả em tin yêu. Xin kính chúc em mạnh khỏe, làm tiếp bổn phận của mình, đó là bổn phận chăm con nuôi cháu, để chúng ta cùng hưởng hạnh phúc, đất nước ta cùng hưởng hạnh phúc. Xin được cảm ơn. Để phát biểu những lời tâm sự để gửi tới các thầy, các anh chị cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du niên khóa 1983-1986. Kính thưa toàn thể quý thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị thân mến, chúng ta thường có một câu nói rằng giống trên bàn tay có ngón dài ngón ngắn, cũng như tất cả chúng ta có những người đã thành đạt, nhưng đâu đó trong cựu học sinh của niên khóa 1983-86 Trung học phổ thông Nguyễn Du vẫn có những cựu học sinh đang gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, và ban liên lạc cũng đã có những món quà thật ý nghĩa sẽ trao gửi cho từng thành viên của ban cán sự mỗi lớp để truyền tải tới các anh chị đang gặp hoàn nạn khó khăn. Điều đó nhằm mục đích động viên để chúng ta cùng nhau vượt qua trong cuộc sống. Đó cũng chính là ý nghĩa trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Một lần nữa cùng cả dành những lời cảm ơn chung tới tất cả các cựu học sinh Trung học phổ thông Nguyễn Du. Và kính thưa toàn thể quý, từng nói rằng nếu có ước muốn trong cuộc đời, tôi ước muốn cho thời gian trở lại, dẫu chúng ta không có một quyền năng nào để sống lại với một khoảng thời gian của tuổi học sinh, để cùng sống với môi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, bên thầy cô, bên bạn bè, bên hàng phường Mỹ, bên hàng ghế đá. Nhưng chúng ta có quyền được gặp lại, chúng ta được quyền kể cho nhau nghe những kỷ niệm của thời học sinh, được xưng tao, xưng mày, được nói với nhau về hành trình của cuộc sống, để chúng ta vươn tới những chân trời mới của tri thức mà thầy cô đang mang lại. Và ngày hôm nay là ngày để chúng ta cùng gửi tới các thầy cô giáo những lời cảm ơn khi chúng ta đã đạt được kết quả đó. Và ngày hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây, sẽ có lần sau, sẽ là 40 năm, 45 năm để chúng ta cùng hội ngộ với các thầy cô, hội ngộ với bạn bè. Và đến đây, thời gian mà chúng tôi để dành cho tất cả quý vị có cơ hội để hàn huyên với nhau, để lưu giữ những khoảnh khắc của ngày gặp mặt, của ngày để chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm. Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý thầy cô giáo, gửi lời kính chúc tới quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, sẽ cống hiến cho đời những bông hoa từ lòng đất của trí thức. Xin được kính chúc tất cả quý anh chị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong 40 năm, 45 năm hội khóa 83-86 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, và cùng vang lên những tràng vỗ tay thật lớn. Những chiếc giỏ xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trùng phương vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường.